phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động được triển khai với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động, phong trào thi đua xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân giỏi, công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu bàn tay vàng hoặc công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Trong đó, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào trọng tâm. Với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động và động viên công nhân lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc chuyển đổi cùng cách quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường, mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu cải tiến mẫu mã, bao bì, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, tiết kiệm nhiều, có tích lũy, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường. Qua phát động phong trào thi đua, có 597 công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích với tổng giá trị đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Có 358 công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích được công nhận và làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội, số tiền 115,8 tỷ đồng. Có 13 tập thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 156 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào. Thì Ban chấp hành công đoàn đã tham mưu với cấp ủy kết hợp cùng ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch đề ra những cái biện pháp cho toàn thể cán bộ công viên thực hiện nhằm hưởng ứng đẩy mạnh cái phong trào thi đua. Thì hàng năm thì cho toàn thể cán bộ công viên đăng ký thi đua đầu năm như là đoàn viên công đoàn xuất sắc, rồi phụ nữ hay giỏi, rồi đăng ký lao động tiên tiến, nhân dân. Thì những cái tiêu chuẩn, những cái danh hiệu thi đua thì sẽ được xét vào cuối năm. Còn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thì công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Thì hàng năm tổ chức hội nghị người lao động đúng theo định kỳ. Trong hội nghị người lao động thì có ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ đúng theo quy định. Thì trong những cuộc họp đội hàng tháng thì có ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn cùng dự để mà nghe những cái ý kiến thắc mắc của toàn người lao động để có kịp thời để mà xử lý hoặc là trả lời giải đáp những cái thắc mắc thỏa đáng cho người lao động. Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua lao động giỏi được tập trung và hướng vào trọng tâm, nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến thủ tục hành chính, chống quan liêu, hách dịch, giảm phiền hà cho nhân dân. Trong đó, các cấp công đoàn đã động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước. Nhiều phong trào thi đua trong lĩnh vực này được phát động như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, cuộc vận động kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của công đoàn ngành giáo dục. Phong trào nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân, thực hiện 12 điều y đức của công đoàn ngành y tế. Phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu của công đoàn viên chức. Kết quả từ năm 2011 đến năm 2013, có 171 gương công nhân lao động được biểu dương. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 24 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 35 cá nhân và tặng giấy công nhận cho 112 cá nhân.
phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào này không những chỉ được người sử dụng lao động và người lao động tích cực hưởng ứng, mà còn làm rõ hơn nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong việc tổ chức phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Nhằm xác định tay nghề, chứng nhận bậc thợ cho anh chị em công nhân, góp phần khẳng định năng lực nghề nghiệp của công nhân và là điều kiện để công nhân nâng cao năng suất lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Và quan trọng nhất là tạo động lực khuyến khích công nhân tự giác nâng cao trình độ nghề nghiệp để có thêm cơ sở duy trì việc làm ổn định, cải thiện thu nhập, chủ động thích ứng với những đòi hỏi của thị trường sức lao động đang ngày càng phát triển. Kết quả, có 50 lượt công đoàn phối hợp tổ chức hội thi tay nghề với 5.300 lượt công nhân lao động tham gia. Làm tốt phong trào này, điển hình như công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su 1 tháng 5 Tây Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Tây Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh niên xung phong, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su 30 tháng 4 Tây Ninh. Em cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ quy trình kỹ thuật, nội quy quy chế của đơn vị đề ra. Em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn cơ sở phát động. Đồng thời thì với cái tình hình kinh tế giá mủ xuống thấp như hiện nay thì em tiết kiệm những cái vật tư, tiết kiệm sản lượng mủ rút vét nhiều lần, thu gom hết mủ trên vườn cây, và đồng thời thì nâng cao tay nghề chuyên môn để nhằm đó để có thêm cái sản lượng hoàn thành kế hoạch cho đơn vị. Từ năm 2010-2014, có 15.792 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 239 đề tài giải pháp nghiên cứu khoa học có giá trị làm lợi 30.000 tỷ đồng. Có 82 trên 239 đề tài giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh. Có 19 đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. 16 giải pháp tham gia hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật toàn quốc và 2 đề tài tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam. Điển hình như, đề tài đạt giải nhất, hệ thống thông tin điều hành hộp không giấy của Vũ Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh. Đề tài đạt giải nhì, nghiên cứu áp dụng thở máy áp lực dương không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh của bác sĩ Trương Minh Sang, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Đề tài đạt giải 3, hệ thống hút nhiệt tủ điện trạm bơm cấp 2 nhà máy nước Tây Ninh của kỹ sư điện Nguyễn Hữu Giàu, phó quản đốc nhà máy nước Tây Ninh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Tây Ninh. Đồng giải 3 là đề tài một số biện pháp tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động ngoài trời của cô Trần Thị Vinh, hiệu trưởng trường mầm non Rạng Tông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Tây Ninh đã có chuyển biến tích cực. Phong trào trở thành động lực to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.